Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh Taylor, hướng dẫn định hướng cho các bạn làm ngành thời trang. Sau đây hôm nay thì mình sẽ làm cái video thứ hai chuyên về quần tây nam nữ. Video này mang tính sơ bộ để cho các em, các anh chị để tìm hiểu một môi trường mới, định hướng nghề nghiệp trong nghề thợ may. Nghề thời trang là không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta, đúng không? Ăn vào mặc lúc nào cũng cần, quần dài quần ngắn lúc nào cũng cần hết ha, tắm cũng phải cần, ngủ cũng phải cần đó. Áo ngủ, áo tắm, rồi áo dạ hội, sa rê, sườn xám, rồi các lãnh tụ, quan chức đều phải có thời trang, đúng không? Thì hôm nay chúng ta sẽ, vừa rồi là chúng ta đã coi được tập 1 là tổng đo, số đo của quần tây. Và để vẽ được như thế này thì chúng ta đã làm được thân quần, thân trước ha. Đã có thân trước rồi thì bây giờ để vẽ thân sau là như thế nào nữa thì đây chúng ta sẽ hướng vô. Chúng ta còn nhớ cái số đo này không ha? Số đo mình đọc lại là số đo chiều dài 94, eo 74, ống 20, hạ đáy 24, ngang mông là ngang đáy 27.5, đúng không? Thì chúng ta đây có cái thông số như thế này đó. Thì ai coi cái video này mà chưa biết thì tìm hiểu thì quay ngược lại coi video 1 nha, quần tây nam nữ đó. Thì sau đây thì chúng ta sẽ tiến hành vô. Vì sao cái ống quần trước là khi ta đo là ống quần 20 mà tại sao mà chúng ta lại cắt 18, thì hôm nay thân sau nó sẽ trả lại cho thân trước. Có vay là có trả. Riêng thợ may là thông số trừ và bù lại là rất là thông số chuẩn nha. Bạn nào mà làm nghề may này mà ra làm cơ khí là cực kỳ thông minh. Riêng mà học nghề may ra rồi là làm thiết kế xây dựng là cực kỳ tính chính xác luôn, độ xéo tính từng ly luôn, không bao giờ sai. Nhất là về cơ khí. Thì để tiếp tục mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Chúng ta sẽ cắt được cái thân sau này rồi đúng không? Thân trước này rồi thì chúng ta sẽ đặt lên vào để cắt những vải thân sau này. Thì chúng ta phải làm sao? Thì chúng ta cái canh sợi, giả sử đây là các bạn nhìn thấy cái canh sợi vải không? Tất cả là sợi vải nó đều dịch ngang và dịch dọc. Thì chúng ta lấy cái điểm tâm chính của cái thân trước này là nó cùng với một sợi vải. Sợi vải ở trên là sao? Thì sợi vải cùng canh sợi nó giống nhau, nó lên tới trên đây nó không được xéo như thế này nha các bạn, nó không được xéo như thế này. Ví dụ như nó xéo như thế này thì cái canh sợi vải sau này các bạn may lên là cái quần nó bị đá ly. Đá ly này, cái quần chúng ta mà thường ủi á, là cái ly hai cái đường sườn nó trước và sau nó kẹt giống nhau và ủi là cái ly nó gấp vào là cái ly quần. Nếu như chúng ta để xéo như vậy thì canh vải nó sẽ đá cái ống quần của chúng ta trông rất xấu, đó là không chuyên nghiệp ha. À, trừ ra là vải thun, mấy cái độ vải xéo thì chúng ta được cắt theo thời trang, vải thun là khác đó. Thì bây giờ đây là mình ghim nó vô như vậy để mình định hình cho nó chết một chỗ đó, để hướng dẫn cho các bạn. Thân sau chúng ta phải làm sao? Đầu tiên chúng ta đặt cái thước này lên, chúng ta sẽ nối kết với đường chiều dài ngang gối chặt hết nha các bạn. Đây, cái hạ đáy cái thân sau này nó mới là cái độc đáo. Chúng ta sẽ đo từ cái phần ngang mông này lên 5 phân nha. Đó, từ 4 phân 3 phân nó tùy theo cái thông số size nhỏ thì chúng ta lên 3 phân, size lớn chúng ta lên 4 phân, size 5 phân, size càng lớn thì hạ nó càng cao ha. Nhưng mà nói chung là khoảng chu vi của nó khoảng đến 7 phân đổ về, không được vượt quá độ xéo nha. Thì chúng ta cho nó là 5 phân lấy điểm chung. Thì ở đây ngang đáy là chúng ta để làm gì? Chúng ta lại ngang đáy này là chúng ta đo đây xuống một phần, vì đây là ngang đáy đúng không, và bằng, thì chúng ta đo xuống một phần đánh dấu.
Đó, để làm gì? Để chúng ta sẽ làm như thế này này, đặt kích thước như vậy. Đặt kích thước như vậy chúng ta sẽ gạch xéo nó xuống. Thay vì mình gạch ở trên cái thân trước này, nhưng mà mình sẽ dở cái thân thân trước này để mình viết cho thân sau, thì sau đây tí nữa thì chúng ta sẽ nhìn thấy nha, chú tâm vô nha các bạn nha. Đây, đây các bạn thấy chưa, nó sẽ ra một cái hình xéo nè, quan xéo thì nó xéo không, nó xéo là có lý do của nó, đây là vòng đáy của thân sau. Thì cái vòng đáy của thân sau của chúng ta, nếu như chúng ta đo một cái vòng đáy của thân sau mà là cái vòng đáy của thân sau nó gọi là cái mông, thì đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đây là cái thân sau, là cái túi đúng không, túi thì cái túi của nó là cái vật này, các bạn nhìn thấy cái đáy của nó không, cái đáy thân sau này nó cong đó. Nếu mà để bên này thì các bạn nhìn thấy nó giống bên đó là nó cong như vậy này. Thấy chưa, thì bây giờ nó sẽ ra, đây là cái túi thân sau đúng không, đó nó sẽ ra là như thế nào. Ví dụ như chúng ta sẽ đo cái tổng của cái quần này nó là ngang đáy bao nhiêu, vì chúng ta đang đo trên cái thông số có sẵn đây này các bạn nhìn nha. Mình sẽ đo từ cái đáy này nè, cái vòng đáy này nè, nó qua ngang của cái thân sau này là bao nhiêu phần. Chúng ta cứ cầm thước và đo cho nó rõ ràng ha. À, thì để nó ra được cái sông thông số chuẩn của cái rập, khi chúng ta nhảy rập phóng sai là nó qua bên này nó là bao nhiêu, nó là 35, nó là 35 các bạn. À, tại sao ở đây là 27, thân trước 27 rưỡi mà nó là 35, là lý do tại sao? Đó là cái 1/10 mông, 1/10 mông. Ví dụ như cái mông của chúng ta đo nó là 80 thì là đo từ đây ra đây nó là số 8, là 1/10 là ra 8 phần. Thì bây giờ ở đây mình cho nó là 1/10 mông thì mình ra 8 phần. Để muốn cắt đẹp hơn nữa thì cái vòng mông này chúng ta luôn luôn trừ đi một phần, cứ 1/10 mông trừ đi một, trừ đi một vì nó có cái độ giãn của mông, vì cái canh sợi vải này nó xéo thì nó giãn ra, thì cái đáy quần nó sẽ chùng xuống. Các bạn nhìn, các bạn cứ để ý người ta mặc cái quần mà nhìn ở phía sau cái quần mà tại sao cái đũng nó cứ chè 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 xuống, đó là do cái vòng cung, cái vòng đáy thân sau này họ chừa nó thừa thì nó sẽ dư, thì nó giống như cái lòng thòng ở sau đít á đó. Đó, ngay chỗ cái háng phía sau cái đít của chúng ta đó ha. Đó, nói thì nó hơi thô tí thôi nhưng mà phải chấp nhận đi đâu đấy. Thì đây, thì lúc này là chúng ta sẽ đo 1/10 mông trừ đi một, mình cho nó là 1/10 mông 84 hoặc 90 hoặc 80, thì chúng ta cứ trừ đi một thì mông nó, mình cho nó là mông 80 thì trừ đi một còn 70. Thường là những cái mông mà 80 á là những cái người mà nặng khoảng 48 cân đó. Chúng ta đo ra đây 8 phần trừ đi một. Bạn nào không hiểu thì cứ comment phía dưới nha, mình sẽ hướng dẫn cho. 8 phân trừ đi 1 còn 7. Chúng ta dấu đây. Rồi, ngang gối bao nhiêu? Ngang gối từ thân trước này chúng ta đã có đường mai đây, chúng ta sẽ ra đây 4 phân. Lý do tại sao là thân trước ống 20 mà mình lại cắt thành 18? Thì bây giờ nó sẽ ra cái đáp số ở đây. Đáp số ở đây là thân sau cộng 4, cộng 4 gấp đôi lại thì nó có phải là 20 không? Bù cho cái thằng 18 thân trước. Thân sau luôn luôn lớn hơn thân trước, trừ ra là những cái thời trang vải thun đổ bộ à, thì không nói à. Cho nên nó mới ra cái thông số này, 20, ống 20 trừ đi 2 còn 18 để cắt cho thân trước, và để trả lại cho thân sau là thân sau phải ra 4 phân để bù lại cho thân trước, đúng không? Đây, thì bây giờ mình sẽ cầm cái quần lên cho các bạn xem thân trước và thân sau, tại sao cái ống quần nó 20 nè. Các bạn nhìn đây cái đường sườn, đường đường ống thân trước không, các bạn nhìn rõ không? Để mình lấy cái quần màu đen đi để cho các bạn xem ha.
Đây. Các bạn nhìn thấy rõ không? Không thấy rõ hả ta? Đây, đây, đây. Này, các bạn thấy đường sườn này không? Đó. Tại sao chúng ta gập vô cái thân trước và thân sau mà cái thân sau nó lại to hơn hai phần? Đây là các bạn nhìn thấy hai đường sườn không? Cái quần này cũng tối quá. Đây, cái này đi. Này, à, đây. Tối thế cơ. Các bạn nhìn không có thói. Mình quay mình còn không thấy làm sao mà các bạn nhìn thấy được. Kỳ ta. Đây đi. Nè, các bạn nhìn rõ nha. Mình dở ra cho các bạn xem nè, bên trong nè. Thân trước và thân sau. Đây, các bạn nhìn thấy cái đường may này không? Nè, cái đường may bên này nè, tay của mình nè. Đó. Đây cũng là cái đường may nè, đúng không các bạn? Đó, đường sườn nè, đây nè, đó, cái này. Mình sẽ cầm vô nè. Và kéo ra là tại sao thân trước nó nhỏ hơn thân sau, lý do nó là như vậy. Nè, đường sườn thân trước nè. Sườn trong và sườn ngoài. Thì nó dư hai phần nè. Thì chính vì đó nó mới bù vô đây. Nó là thành trở thành 20 khi thành phẩm. Thì nó sản phẩm là cái quần ống quần 20 ha. Rồi, các bạn nghe rõ chưa? Không hiểu thì cứ comment ha. Đây là tổng bộ của video để định hướng cho các bạn. Sau đó chúng ta sẽ ở đây 4 phần gối, 4 phần ống, 4 phần và 1 phần 10 mông trừ đi 1. Thì sau đó chúng ta sẽ vẽ độ cong. Vẽ độ cong là chúng ta sẽ cầm cái thước như thế này. Mình sẽ vẽ sơ bộ cho các bạn biết thôi ha. Đây. À, sau đó là cái 4 phần này, cái thước của chúng ta sẽ đi. Ok. Thấy chưa? Nó ra cái đường này. À, không. À, đây là 4 phần line, các bạn nhớ nha, chừa line ra để gập đây. Thế thì bây giờ là cái đường sườn ở đây thì sao? Chúng ta sẽ vẽ y cái đường sườn trước của chúng ta như vậy. Thì tí nữa chúng ta sẽ bỏ cái thân trước này ra rồi chúng ta vẽ ha. Đây. Bởi vì khi mà chúng ta vẽ bằng vải á, là chúng ta vẽ như vậy không có được đâu. Phần nó không có cho phép là lấy cái thước này sẽ di theo. Như vậy nó sẽ ra cái đường này. À, rồi. Đến cái thân sau thì tại sao thân trước chúng ta đã cắt thụt xuống rồi, thân trước của nó là như thế này. Lúc đầu đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta phải đo lên 3 phân. Lên trên đây 3 phân bằng cái thước này, chúng ta sẽ đọc. Chúng ta cứ đo lên đây 3 phân đi. Đó, để làm gì chúng ta sẽ gặp nó lên này. Đánh dấu nha, chúng ta đánh dấu đây. Nhớ đánh dấu trước, gạch lên 3 phần. Ok, nó xéo chưa? Lúc này nó xéo là nó hiện trạng của nó ra cái gì các bạn biết không? Vì cái thân quần ở phía sau mông chúng ta nó cong, cho nên cái đó là nó trừ đi. Mà nó ra cái này là các bạn. Cái đáy quần này nè. Nó ở trong đây nè, cái đáy quần này nè. Vì cái mông nó cong, cho nên phải nó đưa lên đây để nó bù cho cái mông nó bù lại. À, từ 3 phân đó. Nếu như mà cái vải nó giãn quá thì các bạn lên 2 phân thôi. Nó tùy theo cái mức độ vải cho cái độ sệ của mông. Cái vải mà nó không có giãn thì chúng ta chừa nó 3 phân. Nếu mà nó giãn thì chúng ta chừa 2 phân ha. Đó. Để cho nó không bị thòng cái đáy quần. Sau đó làm sao chúng ta đánh dấu cái này nha. Đánh dấu đường phấn trước và đường phấn sau cái độ xéo này. Chúng ta đánh dấu của thân trước này luôn. Chúng ta đánh dấu cái này cho mình luôn. Và sau đó chúng ta sẽ nhớ nè. 1 phần 10 mông trừ đi 1. Thì sau đây mình sẽ gỡ nó ra nha. Và mình nhớ đánh dấu ở đây luôn. Qua cái điểm tâm. Để làm gì để chúng ta làm dấu? Chúng ta sẽ lấy miếng vải này ra. Đó, thân quần chúng ta lấy ra. Chúng ta lật lên như vậy. Lật ra ha. À, mình lật ra thôi. Đừng có nhấc cái miếng vải này ra. À. Sau đó chúng ta sẽ đặt cây thước để nối kết lại như lúc ban đầu khi có thân trước. Ok. Đúng không? Thì 1 phần 10 mông là bây giờ là sao? 1 phần 10 mông trừ đi 1 rồi. Bây giờ lấy 1 phần 10 đúng.
Mông 80 hoặc 90 thì chúng ta lấy đúng 90 hoặc 80. Mình lấy là 80. Đó, đánh dấu. Và sau đó chúng ta sẽ gạch lên cái chỗ hồi nãy chúng ta đánh dấu. Này. Đánh dấu này chỗ nào nè, đánh dấu này chỗ này nè. Các bạn nhìn không? Đánh dấu nè. Đây, bây giờ cái độ xéo nó sẽ ra nè. Đặt thước lên. Ok. Ra đáy thân sau. Sau đó đến đáy thân sau rồi chúng ta sẽ đánh vòng. Lại. Nhớ nha. Đo lên đây khoảng 5 phân. Nha, chúng ta sẽ đánh xéo nó vô. Được chưa? Ra thân sau chưa? Thì bây giờ cái thân trước của hôm qua của chúng ta có thông số là 74. 74 chia 4. Chia 4 cho thân sau. Chia 4 cho thân sau. Vì thân sau này chúng ta là có một cái ben. Cái ben là cái nào? Cái ben là cái này là các bạn ngay cái túi của chúng ta thường là thấy có một cái ly. Ly thì mình gọi là cái ben của thân sau ngay cái túi này. Ha. Các bạn nhìn thấy chưa? À, để làm gì? Để chít ben để cái mông này nó phù ra để nó bù cho cái mông cong. Đó, lý do là như vậy. Thì đây, 1/4 mông, 1/10, 1/4 của eo là 74, 74 chia 4 được bao nhiêu? 18/7, đúng không? Thì chúng ta đo 18/7. Từ đây xuống đây 18/7. Lấy cái thước dây. 18/7. Rồi, ok, 18/7 viết vô đây, đánh dấu. Cái ben này nó là thường là xếp khoảng 1 ly. 1 phân. Ở cái túi này này. Thì chúng ta 1 phân thì sao? 1 phân nhân đôi là cộng 2. Cứ 1 phân chúng ta nhìn thấy 1 phân là chúng ta phải cân đôi. Nếu 1/2 thì chúng ta cộng 3 nha. Để gấp vô thì mình sau đây các bạn chú tâm vào nhìn là sẽ dễ hiểu. Rồi, cộng mình cộng 2 phân đi, mình sẽ cộng 2 phân ra đây. Nếu mà 2 ben thì chúng ta cộng 4 phân. Nó còn tùy thuộc vào cái sườn này. Thì bây giờ hôm nay mình sẽ chỉ vào lý thuyết thôi. À, nó còn tùy theo ứng dụng cái bụng. Bụng to, bụng nhỏ thì chúng ta vẽ như thế nào. Bụng to thì chúng ta phải vẽ ra đây. Bụng nhỏ thì chúng ta vẽ ở trong đây. À, để lướt vô. Thì bây giờ mình vẽ sơ bộ vậy. Mình sẽ cộng 3 phần. À, 3 phần ra đây. Rồi. Các bạn nhớ nha, cộng 3 phần nha. Thì lúc này, hồi nãy mà chúng ta đã đánh dấu cái sườn, cái đường may của cái thân trước ở đây thì ở chỗ đây nó phải 1/2 đường may không? Thân trước là 1/2 đường may này, đúng không? 1/2 đường may thì nó là đây. Đó. Thì chúng ta sẽ đánh thước này, bật vô. Chúng ta đánh nha. Thế đó các bạn. Đó. Đây thước vẽ nè. Đó, thì nó ra cái đường này. Mình vẽ đậm nè. Ok không? Ra thân sau. Ra đường sườn thân sau. Nhưng mà nó còn 1/2 đường may đây. Nó là chúng ta chưa làm, đúng không? Khi nào cắt thì chúng ta sẽ làm. Đó. Thì sau đó chúng ta chia cái ben này ra. Cái ben này là 1/4 eo. 1/4 eo thì nó chia cái ben này do các bạn muốn chia làm sao thì chia. Nhưng mà thường là chúng ta chia cái ben này nó không được nằm ở giữa quá. Cái ben này, cái túi này là nằm ở giữa quá thì nó mổ cái túi, nó sẽ đưa vào cái đáy quần bên, tận bên trong này, nó rất là xấu. Cho nên chúng ta phải lấy cái ben này nó đi ra ngoài đường sườn. Số nó lớn nhỏ hơn cái bên trong đường sườn mông nha. Cái túi nó phải đi ra với cái đường sườn này cỡ khoảng, đại khái là lấy cái ben này, ví dụ các bạn chia đôi thì các bạn lấy cái phần đôi này cho cái phần thân trước ít hơn. Đây thì mình sẽ như thế này. Nếu như các bạn chia nó là 18/7 đúng không? 18/7 mà nếu chúng ta chia đôi nó ra thì nó nằm ở giữa. Thì nó nằm, chia đôi ra nó thì nó nằm ở giữa ở đây. Thế thì bây giờ chúng ta phải cho nó nhiều hơn. Cho cái phần bên trong này nhiều hơn phần bên ngoài thì chúng ta ra đây khoảng 2 phần. 2 phần để cái túi nó sẽ đẹp hơn vì nó nằm ở cạnh sườn và cái tiện cái tay người ta dễ làm hơn. Thì chúng ta sẽ đánh dấu đây. Và cái ben đó là thường là 7 phân.
tùy theo, nếu bên to thì chúng ta 8 phân, bên nhỏ chúng ta 7 phân, bên nhỏ hơn chúng 5 phân. Thì chúng ta đo xuống đây là 5 phân. Đánh dấu, chúng ta gạch ngang. Sau đó chúng ta vẽ cái bên xuống dưới đây. Đó, đánh dấu nha. Giờ cái bên này mình sẽ lấy cái đen. Đây. Nó sẽ ra như này. Ừ, thấy chưa? Đây là cái chỗ này là mổ túi. Sau đó là mổ túi nó 13 phân. Thông thường túi nam nó là 13 phân. 13 phân là ok. Thì cái túi nó nằm ở đây. Một túi là được phải từ đây xuống đây là 7 phân, từ đây đến đây cũng 7 phân. Các bạn làm đều phải cân xứng đo từ độ trên thắt lưng này. Xuống 6 phân là xuống 6 phân, 5 phân là 5 phân, đều hai cạnh đều giống nhau, chứ không phải các bạn mà để cái thước thẳng như vậy thì cái túi nó sẽ sệ xuống nha. Đó. Nó sẽ xuống trong buồn cười lắm. À, thì bây giờ hôm nay là các bạn đã nhìn thấy rõ chưa? Sau đó là chúng ta cái bên này, chúng ta cắt này. À, đây là điểm tâm của nó này. Thấy chưa? Nếu bây giờ mình dở lại bình thường. Đây. Mình gắn lên bình thường cho các bạn xem này. Thấy chưa? Đó. À. Các bạn nhìn thấy rõ chưa? Đấy, nó trở thành bình thường. Và sau đó là dở lên này. Dở ra này. Đó, đó là thân sau. Đúng không? Đấy, nó là thân sau rồi. Rồi sau đó thì sao? Chúng ta sẽ đánh dấu 1/2 đường mày. 1/2 đường mày. Bạn nào đang xem nhớ đã đăng ký kênh nha, để theo dõi nhiều hơn những cái mẹo xử lý nghề nghiệp trong ngành thời trang rất là hay cho các bạn trẻ đấy nha. Đó, chiều 1/2 đường may, và đây là có đường may rồi đấy, cái đường sườn ở bên trong này đúng không, thì ở đây chúng ta cũng chiều 1/2 đường may. Đặc biệt phần ở đây nó phải là 3 phần, đường may này to hơn. To hơn để làm gì các bạn biết không? Đố các bạn biết. To hơn để khi chúng ta may vào, chẳng may nó cái thắt lưng này chúng ta may vô nó thành thành lưng 74, 73, 76, bụng to bụng nhỏ để người ta còn nới nó ra. Đây là cái đường may, còn đây là chừa đường may. Lý do là tại sao nó to vậy? Nếu mà bụng to thì chúng ta lại nới đường may ra, nới nó ra đúng không? Cho nên là người ta đi bảo nó bóp lưng và nới lưng là cái phần thân sau bên trong này. Đó là đường may nè. Nếu mà nhỏ đi bóp lưng thì bóp vô, còn nếu mà bụng mình lâu ngày qua 3 tháng uống bia bự con quá thì đâm ra là phải nới ra, thì nó là chừa cái đường may này là to là đúng này. Thấy chưa, các bạn thấy rõ chưa? Rồi, có gì bạn nào thắc mắc nữa không? Không ai thắc mắc nữa thì mình xin chúc cho tất cả các bạn luôn luôn được mạnh khỏe và bình an, và được làm một trong những ngành nghề thời trang để phục vụ cho tất cả mọi người có nhu cầu ăn mặc đẹp, phục vụ cuộc sống. Bởi vì cuộc sống chúng ta là ăn mặc đẹp thì ra tiếp khách thì nó vẫn có giá trị hơn ha. Ở nhà sao ăn mặc sắm được quần rách cũng được, nhưng mà ra ngoài nó phải có cái thời trang, nó phải không đụng hàng, may mặc ăn mặc nó phải đẹp thì nó mới có giá trị khi đối tác chúng ta giao lưu. Thì ở đây hôm nay là mình sẽ kết thúc cái phần vẽ thân sau, và ngày mai mình sẽ làm cái video để cắt cái đáp túi thân trước. Đáp túi là cái nào các bạn? Đáp túi là cái này này. Đáp túi là cái này này các bạn. Này này, cái thân trước này này, nó có cái đáp túi này này. Khi chúng ta trở lên là nó có cái lót túi đúng không? Là cái lót túi nó nằm bên trong này này. Đây. Đây, đây. Đây. Cái đáp túi là cái túi bên trong và túi thân sau. Còn được cả túi nam nữa, mổ túi Mỹ, túi hai viền, túi một cơi. Đó, nó rất là nhiều cái quan trọng để cho các bạn làm ha. Cái lót túi là lót cái này này, cái đáp túi này này. Đó, để cho nó giống nhau. Nó che khi chúng ta móc ra nó là cái lót túi trắng trắng. Nhớ chưa? À, rồi may kỹ năng kỹ thuật may con đỉa. Rồi ba ghế.
may cắt như thế nào, đây là những cái đồ này nó phải làm được. Đó, đồ vặt nha. Đây là lưng quần nam. Nếu mà lưng quần nam mà thích có cái đầu quay dê này, không thích đầu thì đầu vuông thì chúng ta làm đầu vuông. Đó, thích có đầu này, thường là có cái đầu này thì nó sẽ kín ở cái dây kéo này hơn, nó đỡ bị hở. Đó, vì nó có cái nút này nè các bạn. Rồi, chúc cho các bạn được vui vẻ nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình, comment phía dưới. Và bây giờ mình xin tạm dừng video này. Chúc cho tất cả mọi người được nhiều niềm vui trong cuộc sống, chọn được một nghề mới, yêu thương hơn. Goodbye.